Trời, đau lắm mà con. Trời ơi, sao bữa hôm qua con mới khỏe lắm mà. Trời ơi, quý vị ơi, dưa leo nó bệnh rồi quý vị ơi. Thôi con, đi đi ra đi. Dưa leo bệnh hay đi ra chỗ khác đi khoai lang. Ủa, nó bệnh rồi quý vị ơi. Mặt nó buồn quá. Sao bữa tối hôm qua nó còn giỡn giỡn với cái chỗ của con đậu xanh mà giờ nó buồn quý vị, nó bệnh rồi quý vị. Nãy giờ nó ói ra nước quá chừng luôn quý vị. Tình nghe ba tình gọi là tình chạy về liền, giờ đưa nó đi khám thú y nè quý vị. Sao rồi con, đụng vô nó là đau không quý vị, không biết sao nó ói ra nước quá chừng luôn quý vị nè. Thôi đi đi, đi chỗ khác đi, đi chưa leo đi khám bệnh hả con, thôi đi chỗ khác đi khoai lang. Trời ơi, thôi vô leo bệnh này, con ở nhà chơi đi. Dưa leo bệnh quý vị, viêm mình. Buổi tối hôm qua tình quay clip dưa leo với đậu xanh nó không sao mà giờ nó bệnh rồi quý vị. Sáng tình tính đi xuống cho trao tiền chỗ khu chính với chỗ của Tâm, có mấy cô gửi tiền mà giờ nó buồn nó bệnh rồi quý vị. Trời ơi, mặt nó thấy tội quý vị. Buồn xo luôn quý vị, hôm qua mới lên clip nó còn vui lắm mà giờ buồn quá, quắt đuôi không nổi luôn quý vị. Trời ơi, mỗi lần nghe nó tiếng kêu của nó thấy tội quý vị, đụng vô nó kêu à. Con đi ha, bây giờ đi bệnh viện ha con. Rồi còn ở nhà nha, ở nhà nha, với lại khoai lang ha, nhà nha. Nhà ba đưa chỗ dưa leo đi khám bệnh ha, hết bệnh về chơi với con ha. Nhà đi, đi khám bệnh ha con ha. Mặt nó buồn thấy tội nghiệp quá vậy. Hôm qua nó đâu có bị đâu, sao nay nó bị kỳ quá, buồn sao quá vậy, yếu quá. Rồi đi vô con, đi vô đi khám bệnh nè. Đi đi con, đi khám bệnh con, đi khám bệnh hết bệnh gì nhà nè. Đi vô con, đi đi đi, chở đi khám bệnh nè. Mắt đổ ghèo lắm là quý vị. Mấy nay nó ăn uống nó bình thường à, từ tối qua tới giờ không biết sao nó bị như vậy nữa quý vị. Mà tối nó vô chuồng nó ngủ, có sáng giờ hồi sáng thằng em nó đi làm cho nó ăn cái nó nói là xong chó cho nó không ăn hay chỉ trong đêm tới sáng, mà lúc qua quay với đậu xanh nó còn giỡn quý vị nhìn thấy đó. À, thôi đi vô con, đi chở đi khám bệnh nè. Buồn quá quý vị, thôi đi vô nha, chở đi khám bệnh ha. À, con ha, đi đi trong trong đi khám bệnh về chơi với khoai lang ha. Rồi đi vô, đi vô. À, trời. Giờ là tình phải đưa chỗ của con dưa leo nó đi khám rồi quý vị. Trời ơi, nhìn nó đứng trong à, buồn xo quý vị. Đi khám bệnh ha con ha. Ha. Khám bệnh ha. Buồn quá quý vị. Vậy đi khám bệnh ha con ha. Khám bệnh ha. Đi khám ha, đi khám khỏe gì chơi với khoai lang ha. Hôm qua nó còn tăng động quá, chừng nay nó buồn xo luôn quý vị, chỉ trong một đêm mà. Mà tối ngủ trong chuồng nó không biết có bị gì không à sao. Giờ mắt nó đổ ghèn nó rồi quý vị. Nó buồn quá. Nãy nó ói ra nước quá chừng luôn quý vị. Thôi vô đi. Giờ đi khám ha. Đi khám ha. Đi khám ha con, đi khám về chơi với khoai lang ha. Khám rồi về chơi khoai lang với nhà ha con ha. Ha. Buồn quá quý vị ơi, thấy mặt nó buồn mình cũng buồn theo nữa. Ha.
Với chồng ha, chồng về đi khám, khám mới về đi chơi với khoai lang ha. Khoai lang chờ con ở nhà dán lên nha con, nhà đi khám ha. Đi khám, khám mới về chơi với khoai lang con ha. Nằm đi cho khỏe không. Rồi giờ tình phải chở chỗ con dưa leo đi khám rồi thưa quý nhiên buồn ghê luôn quý vị. Hôm nay là dự định đi xuống trao tiền cho chỗ cô chính nè, mấy cô mạnh thường quân gửi cho cô chính nè, rồi dòng ngược lên chỗ bằng tâm. Rồi mấy bữa nay bằng tâm cũng cứu được một hai bé, định hỗ trợ kinh phí cho bạn Tâm, có mấy cô cũng gửi tiền, đang chờ một cô nữa nhưng mà tới giờ chưa nhận được. Giờ cuối cùng mà chưa có đi xuống được khu chính mà cũng không có lên được chỗ bạn Tâm nữa. Giờ thấy dưa leo nó bệnh thì chứ tiền phải đưa nó đi khám hay là buồn quá vậy. Mới tối hôm qua còn quay cho quý vị coi nó còn giỡn với con đậu xanh mà giờ nó vậy đó. Khoai lang, khoai lang, khoai lang ơi, khoai lang. Đây đây, đây đây con ở nhà ngoan nha, nha, nhà ngoan nha. Chờ đi khám bệnh chỗ của dưa leo khỏe gì chơi với con ha, ngoan ha. Giờ đi ha, ha, đi vô nhà ha, giờ đi vô nhà ha. Nè, cho ba đi ha. Không buồn hay không gì. Mặt nó cũng buồn nó là cái gì. Nói giờ nó ngồi vậy nè. Giờ đưa dưa leo đi khám trước ha. Xong rồi cho dưa leo về chơi với con ha. Chịu không? Ha. Mày đừng có giận chứ, đừng có giận hay con. Như leo không khỏe gì mới chơi với con được chứ, chứ không mấy con chơi của mình luôn sao. Nay nó bự quá bởi vì ăn nhiều leo bệnh thấy thường quá. À, giờ đi khám bệnh à, bạn dưa leo ha. Xong rồi để dưa leo về chơi với con chịu không? Một luôn ấy. Đẹp quá con ngày càng lớn đẹp gái lắm luôn á, dương khoai lang đẹp quá à. Đi đâu dính cái gì vô miệng đi, bị chui vô đống lọ nào vậy, chui vô đống lọ hả con? Ha, giờ đưa chỗ khoai lang đi, dưa leo đi khám bệnh, xong rồi dưa leo khỏe gì dưa leo đi chơi con ha. Giờ đi ha, phải tình đi ha. Ha, vài bữa nữa dưa leo về chơi với con. Ha. Mặt buồn xò luôn quý vị. Trước giờ có hai đứa không mà giờ còn có một đứa à. Rồi thôi giờ tình là phải đưa dưa leo đi khám rồi quý vị. Chắc phải cho nằm lại rồi, chỗ này là nặng lắm quý vị. Đang mạnh khỏe mà tự nhiên bị như vậy là nặng lắm quý vị. Đi ha, đi khám bệnh ha con ha. Ha, khám bệnh nhiều khỏe chữ khoai lang ha.